Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Chính phủ SEC đã đưa ra đề xuất một số bước cụ thể nhằm chống lại việc giá năng lượng tăng cao, trong đó bao gồm tăng trợ cấp cho trẻ em hay giảm thuế cho những người có thu nhập thấp. Chính phủ sẽ thảo luận về những đề xuất này trong thời gian tới. Theo như Hội đồng Kinh tế Quốc gia, mục tiêu của đề xuất là tập trung hỗ trợ những nhóm người dân bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng tăng cao, giảm mức tiêu thụ năng lượng và hạn chế những tác động đến ngân sách nhà nước. Với mục đích đó, đề xuất bao gồm tăng trợ cấp cho trẻ em, tức là Przydatek na dzieci, thêm 30%, tăng lương hưu nhanh hơn đối với những người có lương hưu dưới mức trung bình và giảm thuế cho những người có thu nhập thấp phải trả các chi phí liên quan đến giáo dục. Các biện pháp mới dự kiến sẽ tiêu tốn hàng tỷ koron từ nhà nước. Nội các sẽ thảo luận xem xét những đề xuất này có trở thành ưu tiên ngân sách hay không trong cuộc họp vào tháng 9 tới đây.